Lâu lâu thì mình cũng vào mình cũng hỏi thăm anh Nhạc một chút vì lâu lắm rồi cũng không nói chuyện với anh Nhạc. Thì mình vào cũng có vào phở bò, cũng comment vài câu hỏi thăm anh ý. Thì câu đầu, câu trước, câu sau thì anh ấy cũng một câu anh, hai câu em với mình. Nhưng chắc không hiểu vì lý do gì chắc anh lại ấn vào cái ảnh là diện của mình ấy. Biết là mình hay trêu anh ý phát thì anh là giở mặt luôn, thành mày tao luôn. Đấy, mày tao chỉ chóe luôn chứ không anh nghe gì nữa cả. Anh bảo mày văn vở lại các kiểu cháo chở, nhưng mình bảo thôi chứ. Anh em tình cảm phía sau đi lên rồi, mình không nên trêu nhau làm gì nữa cả. Để cho đi lên. Thế là tối nay tiếp tục mình vào đến cái top top của anh ấy, thì đang bê cái con gà như thế này. Thì không biết là gà gì, gà trống hay gà mái, thì mình chắc là biết là gà gỗ thôi. Đấy thì mình bảo chắc là con này phải tầm 100-200 nhỉ anh nhỉ. Thì chắc lại câu lại lại ông anh quen lại cáu, lại bảo là mày mua không thì tao bán cho mày cái con này 100 củ. Mình bảo 100 củ thì mua làm cái gì? Gà thì bây giờ mình bỏ tiền mình mua hẳn gà mạnh khoạnh hay là gà gì đấy nó gọi là có giá trị ăn được, chứ bây giờ bảo mua cái con gà gỗ về thì mình luộc kiểu gì, luộc cả ngày mình chẳng ăn được cái con gà đấy. Mà cái tuổi của anh Nhạn là thì sinh năm 82 là không phải tuổi gà, mà sao anh ấy ai tặng cho anh ý con gà, mình thấy rất là lạ lạ nhá. Vì chắc là biết anh Nhạn thiên thịt gà hay sao ấy, tặng cho anh Nhạn cái con gà gỗ như thế to ngồi bê như thế này mà anh em. Chắc là gà gà ấy rồi, gà công nghệ rồi, mình nghĩ là gà công nghệ là nhiều hơn. Ngày xưa các cụ có bảo là có cái câu là cá gỗ, còn bây giờ lại có món gà gỗ.